chào anh Trần Nguyễn. Là em là Cúc đó. Em hiện tại là em đang kinh doanh cây cảnh ở tại vườn Ngọc Việt. Còn em là thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Cảnh Quan Ngọc Việt. Dạ thì bên em thì là bình thường những ngày thường thì em bán những cái hàng công trình và cung cấp cây công trình và thầu công trình luôn, trồng cảnh quan luôn. Còn mặt hàng Tết của em thì thường thường năm nào bọn em cũng chơi hàng bưởi diễn này. Bọn em chuyên bán bưởi diễn này trưng Tết. Cái nhu cầu khách cũng mấy năm nay họ cũng chơi hàng bưởi diễn này nhiều. Thì mặt hàng thì thường thường em có hàng loại chậu nhỏ như thế này và hàng trung và hàng lớn. Cái buổi diễn này thì đặc biệt là chơi rất là bền. Thường mấy cái hàng này thì khoảng trung bình từ 5 triệu đổ lên, tùy theo cây và tùy theo trái. Cây hàng này còn cái hàng lớn này nó rơi khoảng mấy chục triệu. Nhưng mà theo vận chuyển tùy theo cước vận chuyển xa và gần, mấy chục triệu một cây. Chú anh chị có nhu cầu chơi cây cảnh Tết, buổi diễn Tết thì liên hệ bên công ty em ạ. Số điện thoại là 0868 699 659 và 092 777 7729. Bên em thì cũng có giá cây từ mấy triệu và đến mấy chục triệu. Còn hàng độc thì không phải năm nào cũng có. Hàng độc thì cũng tùy năm mới có. Tất cả những nguồn hàng này không thể làm ở trong miền Nam mình được, mà hầu như là em sẽ phải nhập từ ngoài Bắc về. Tất cả những cái vườn kiểng mà chuyên về hàng bưởi Tết này thì hầu như nhập ngoài Bắc hết, tại vì ở trong mình là chưa có nguồn được. Tại vì cái bưởi diễn này đặc trưng là nó sẽ có mùi thơm vào buổi sáng và buổi tối khi mà nó chín, và đặc biệt là cái lúc Tết đó là nó sẽ phát cái lộc ra, thì mọi người chơi thường thường họ cảm thấy may mắn về trái sum xuê, nhiều lộc phát ra từ Tết đây. Ví dụ như cái cây này thường thường là lộc Tết và nó cứ phát ra hết như thế này thì trông rất là đẹp. Cây trái nó xanh, nó cũng vừa có trái này vừa có lộc, nó sẽ đem đến may mắn cho một năm mới. Nên thường thường em thấy khách em là họ nói lại như vậy, nên họ năm nào họ cũng mua cái hàng này về họ trưng. Thường biếu tặng cũng nhiều, mấy cái doanh nghiệp thì họ biếu tặng. Còn nhà tư thì họ cứ trưng một cây trước cửa cho nó sum xê trái, lộc nhiều. Vậy thì cho hỏi chị trung bình một đất nói chung là cũng tùy. Năm nay thì có vẻ cũng sẽ chậm hơn, tại vì mọi năm là cái khách lượng khách đặt của mình trước thì cũng rất là nhiều, năm nay thì có giảm hơn năm ngoái. Thường thường mình cũng không lấy số lượng ồ ạt, thường thường mỗi năm thì khoảng hơn 100 gốc, mà năm nay mình sẽ giảm đi khoảng mấy chục gốc thôi. Đó, mỗi năm tùy theo kinh tế mà mình lấy hàng, chứ không phải là năm nào mình cũng lấy ồ ạt về. Mấy này mình căn vào cái lượng khách nhập, còn đâu căn vào cái lượng khách bán lẻ nữa. Nhập cho khách mối của mình, khách bán lẻ căn vào để nhập số lượng thôi. Cây này thì cũng dạ. Cái này trái thật này anh. Đây này. Thường thường những cái hàng này á, là hàng nhỏ thì họ sẽ ghép nhiều, nhưng mà thường thường cây lớn thì nó rất là ít ghép. Cây lớn hầu như trái thật hết. Đây, trái thật này đó, thật hết. Đây, nếu mà ghép thì chắc chắn nó sẽ có mối ghép như thế này. Trái ở dưới này đa phần là trái thật. Như này hầu như cây lớn thì sẽ trái thật nhiều hơn, mà cây
Dạ vâng, cái to. Thường thường năm nào cũng phải vào sớm hơn, tháng 11 phải vào để cho cây nó hồi đấy, khoảng tầm đến lúc giữa tháng 12 chuyển cho khách là cây đẹp rồi. Có những khách cây này là vận chuyển từ ngoài Bắc vào. Đúng rồi ạ, cái này chi chuyển vào nói chung là để mà giữ được cái trái như này là rất là nhiều công đoạn để giữ được cái trái, tại vì đi vận chuyển là sóc ấy. Tầm này vào là đến tháng 12 bắt đầu cây đẹp rồi thì là khách trở về nhà chơi là ra lộc đấy, lá nó xanh đẹp, tại vì vận chuyển nó mất khoảng 2-3 hôm ấy, nên thành ra là cây nó cũng bị xuống sức ấy, nên mình về bây giờ mình phải dưỡng từ bây giờ. Xe của khách thì là khách đặt ra thì là mình phải chuyển cho khách. Sau khi mà chơi Tết xong rồi đó thì mình có thu hồi cây lại cho chăm sóc cho khách. Mình có cái dịch vụ chăm sóc cho khách này không? Cái hàng này nó rất là khó. Thực ra ở trong mình là mình không ghép được. Nếu mà bắt buộc chăm sóc là phải chuyển ra ngoài Bắc. Họ sẽ chăm lại cây và ghép lại từ đầu. Như thế cái công chi phí vận chuyển nó rất là nhiều, nên thành ra là không có thu hồi lại được gốc. Nhưng mà có thể cái cây này mình vẫn có thể trồng, nếu ở nhà mình có vườn mình trồng đất. Sang năm với những cái hàng to này đã có trái thật như thế này thì sang năm vẫn ra trái thật bình thường. Còn hàng ghép thì không nói, thì mình không thể nói được. Tại vì hàng ghép thì nó phải gốc già hay không gốc già. Còn bình thường như ví dụ như cái cây này sang năm vẫn ra bông, nhưng mà số lượng trái nó sẽ nhiều, ít chắc chắn là sẽ ít hơn rồi. Tại vì mình không thể chăm được bằng bên chuyên môn họ chăm kỹ thuật. Bình thường như những khách của em năm ngoái là chơi xong năm nay bỏ gốc em đem về thì là dẫn ra bông ra trái bình thường, nhưng mà ít trái. Còn nếu mà mình muốn trồng xuống đất ấy, thì mình cũng vẫn trồng đất, vẫn ra trái bình thường thôi, khoảng vài năm là sẽ ra trái nhiều. Nhưng mà nó cũng là khoảng cùng là ở Thái Bình hay là thường thường là ở Hưng Yên là nhiều. Tuy nhiên là họ chuyên kỹ thuật họ làm, tại vì họ có kỹ thuật rồi. Nên nó ghép ở ngoài đó họ ghép từ lúc trái còn nhỏ xíu này. Thế nên có những trái ăn rất là ngon, tại vì họ lấy cái nguồn trái từ cái cây mẹ ngon ấy là ghép vào cây này thì trái có những cái trái rất ngon, có những trái thì cũng sẽ không ngon, có những trái rất là ngon. Khách của em thường thường đến tháng 3, có lâu hơn là đến tháng 5 luôn. Mà trung bình em thấy là khách em năm nào cũng báo là chơi đến tháng 3 đến tháng 4. Héo thì những cái trái to này là vẫn ăn được, không sợ là thuốc. Tại vì họ cũng chỉ xịt thuốc cái lúc mà còn nhỏ thôi. Còn những cái tầm mà như thế này rồi là vào trong này mà cũng cả bao nhiêu tháng trời. Tháng rồi là những trái to là nó héo trên cây á. Tại vì cái quẻ này là càng héo nó lại mới có ngọt, còn nếu mà nó tươi như thế này ăn nó lại có quả ngọt và có quả he he, nó he he đắng đắng á. Dạ. Đây những trái này là có thể ăn được này. Trái to này. Càng héo lại càng ngọt, chứ tươi thì nó lại he he.
tại vườn. Cây này hiện nay cắt đặt thì bây giờ cây này theo như cây này thì nhà vườn được bán ra là bao nhiêu? 7 triệu hay là 7 triệu? Nói chung là cây thì nó tùy theo là số lượng, số cái hình già, cái hình cây và cái số lượng trái. Triệu. Ví dụ như cây này là hiện nay mình đang ra là 6 triệu. À. Cây này 6 triệu, quả trái có thể được mấy chục trái? 35 hơn. Trái. Dạ vâng. Khoảng 35 trái đây. Bên em là 0902777757 29 và 0868699659. Bên cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu mua bưởi Tết, có cần video và hình ảnh thì bên em cũng có thể cung cấp. Và có thể đến vườn trực tiếp vườn coi. Dạ. Xin chào.